Ông dùng ấy thủy giáp
thân sống nhất không dĩ hồn vạn vật tĩnh quang giai tự đắc tư thời nhai hướng dữ nhân đồng ngôn lát tiết tao lên 50 quan thế nào mà lại không bằng tiền không đuôi vợ mày là thế nào? Vừa tôi lấy cho tôi 10 tiền rưỡi mà 10 vợ thế nào mà lại tiền rưỡi những 10 vợ mày nói tao nghe nào? Tôi biết sao mà tôi lại vớ được một vợ nữa là 11 vợ như thế nào hả con? Tôi mới tiếp linh vợ tôi về tôi mới treo con sỏ nhà cưới chứ sao mày lại treo lên đây? Ôi trời, những cái giờ nửa đêm về văn sáng bà con thích tình bà con với kể kiểu này thì hay lắm đâu. Kể như thế nào mày nói tao nghe. Kể thế này đây. Kể thế nào? Ốp. Thế là mày đi lấy ếch rồi. Hôm nào mát trời bác sang tôi chơi. Chơi để làm gì? Tôi nấu bắp tù và vợ tôi cho bác ăn. Mày láo thì tao lại ăn tù và vợ mày bao giờ? Tôi mừng bác bài thơ ba vợ nhá. Cái gì của mày thế? Tôi chết rồi bác. Làm sao? Cái bút của tôi. Thế nào? Tôi lấy luôn nghìn mẻ. Mày nói là cái chày hành rồi. Chày hành nhá. Tôi mừng bác một câu ba vợ đi. Ba dài. Tốt lắm. Dưỡng vô cười nhá. Cái thằng này cho mày lại bảo bố cu là thế nào? Con trai thì đừng gọi con cu à. Cũng được. Ấy thực của làm ra chẳng mượn ai. Còn mượn ai nữa? Ai mà mượn ai? Cái việc ấy là đánh nhau có mạng nữa. Phải rồi. Nuôi cho trong nhân để mà đi ăn cướp. Còn ăn đi học chứ. Cướp là cướp lấy khoa danh, cướp lấy tài. Đặt để trời yêu anh về người chẳng dễ mà chơi chơi năm xuân xuất sẽ tháng là vừa rồi nơi sao mùa mộng hát đẹp trời đã anh em ơi, dạ. Con đi chợ nhé, dạ. Con lên đây mấy cái thế nào? Con ra mà tính tiền đây. Mày đi chợ tao về, mua bán gì mày tính tao coi nào. Hương đây. Hương à, bao tiền? Ba tiền hương, hương ba tiền là 6 tiền. Mới có 3 tiền thằng kia. 6 tiền. Mới có 3 tiền thôi. Bác chỉ được ăn gian. Có mày ăn gian thì có. Tôi khí cho bác. Thôi tao cho mày. Bây giờ đi vào chùa nhá. Vào chùa? Đi vào chùa lễ Phật. À. Thế thì con vào đấy là con phải từ bi từ tại. Mày có muốn đánh trống là trống thì cứ mặt. Mà chuông thì cứ rốt. Trống cứ mặt. Chuông cứ rốt. Ừ. Được rồi.
vào chùa. Tôi đâm một tiếng tiếng chuông Làm sao mày đấm vào rốn tao là thế nào? Rốn bát à? À, rốn tao đấy. Rốn bát chứ mà rốn bu nữa nhờ tôi là tôi đấm đến sáng. Mày thì lao rồi. Dùng ba tiếng trống tiền liền thú ai.